là về cái bé là hình thánh và ca khúc mùa xuân đó có em. Giao lưu với khán giả là con tên gì? Dạ con tên là Gia Khánh. À, đi hát là gọi là cái gì? Dạ đi hát là Cải Lương. Con bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay con được 6 tuổi rồi. Con học lớp mấy? Dạ con học lớp 1. Ừ, con là con của ai? Dạ con là con của Ba Long. Ba Long nào? Con hát rồi con có được lãnh lương không? Ai biết. Vô lãnh lương. Chào tất cả. Vô lãnh lương.